Chào các em học sinh lớp 7. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải toán chứng minh tỷ lệ thất. Câu 1 cho A phần B bằng C phần D với C khác cộng trừ 3 phần 5D. Chứng minh 5A cộng 3B chia cho 5C cộng 3D bằng 5A trừ 3B chia cho 5C trừ 3D. Thì cách giải câu này thì chúng ta đạt A phần B bằng C phần D bằng K. Đạt đạt A phần B bằng C phần D bằng K. Từ đây suy ra A phần B bằng K thì A sẽ bằng là BK. A bằng BK nhân chéo lên. C phần D bằng K thì C sẽ bằng DK. Vậy ta có vế trái. Chứng minh là làm vế trái bằng vế phải hoặc vế phải bằng vế trái. Vế trái thì nó là 5A cộng 3B chia 5C cộng 3D thì A thay bằng là BK. Vậy 5 nhân cho BK cộng cho 3B. Dưới mẫu là 5 nhân C, C là thay bằng DK. Dưới mẫu là thay bằng DK nha. Rồi cộng 3D, cộng cho 3D thì bằng hai cái này đều chung gì? Chung B đúng không? Đặt B ra ngoài, chung B B được chưa? Chung B đặt B ra ngoài. Thì trong còn gì đây? Chung B đặt B ra ngoài thì ở trong nó còn lại là 5K cộng 3. Được không? 5K cộng 3. Còn dưới mẫu này là bao nhiêu? Mẫu này là đặt D ra ngoài, chung D đặt D ra ngoài thấy chưa? Thì trong còn lại là 5K cộng 3. 5K cộng 3, 5K cộng 3 là mất chưa? Rút gọn mất là còn gì? Còn B phần D. Đây là số 1 nha. Chỉ cần chúng ta chứng minh vế phải cũng bằng B phần D nữa là xong luôn. Và vế phải bằng vế phải thì mình có là 5A trừ 3B chia 5C trừ 3D. Vậy thay vào được là 5 nhân cho A thay bằng BK này. Trừ 3B. B thay, B không có thay nha. B để nguyên. B đâu có mà thay. Có A với C thôi. A và C theo K thôi. Rồi dưới mẫu là 5 C, C thay bằng DK trừ cho 3D ghi lại. Vậy chung gì? Chung B chưa? Đặt B ra ngoài, ở trong còn lại 5K trừ 3. Dưới mẫu là chung D, đặt D ra ngoài. Thì trong còn lại là 5K trừ 3, giống nhau rút gọn, còn B phần D. Vậy bằng bằng nhau chưa? Bằng nhau rồi. Từ 1 2 suy ra là 5A cộng 3B chia cho 5C cộng 3D thì bằng là 5A trừ 3B chia cho 5C trừ 3D đều phải chứng minh. Và tiếp theo là câu số 2 cho A phần B bằng C phần D. A, B, C, D khác không? Chứng minh A bình cộng B bình chia cho C bình cộng D bình bằng AB chia CD. Cách giải câu này chúng ta đạt A phần B bằng C phần D bằng K. Và chúng ta chứng minh vế trái bằng một phân số nào đó và vế phải cũng bằng một phân số giống phân số vế trái là xong. Đạt A phần B bằng C phần D bằng K. Suy ra A sẽ bằng là BK, C bằng DK. Ở đây là K khác không nha, K khác không. K khác không. Ta có vế trái
Vế trái. Chứng minh là làm vế trái bằng vế phải hoặc là làm vế phải bằng vế trái. Ở đây thì mình sẽ làm vế trái bằng một phân số nào đó và vế phải bằng một phân số giống vế trái. Vế trái thì nó là A bình cộng B bình chia C bình cộng D bình. A thì chúng ta thay bằng là BK, tất cả bình phương lên. Cộng B bình thì giữ nguyên, B bình không có mà thay gì. Chỉ thay A và C thôi, B bình không có. B bình là giữ nguyên nha. Rồi với mẫu là C, C bình thì thay bằng DK tất cả bình phương lên. Và cộng cho D bình. Ok chưa? Bằng BK tất cả bình, chúng ta lưu ý cho thầy này, công thức là AB tất cả mũ N. Các làm hai ra được là A mũ N nhân cho B mũ N, hiểu chưa? Mũ 2 thì nó là A mũ 2, B mũ 2 thôi. Đây sẽ là B mũ 2 nhân K mũ 2, ok chưa? Cộng cho B mũ 2 này. Dư mẫu sẽ là D mũ 2 nhân K mũ 2 cộng cho D mũ 2. Và tương tự là chung B bình, thấy không? Chung B bình. B bình nghĩa là B bình nhân cho mấy? Nhân cho 1 á. Đạt B bình ra ngoài thì ở trong là còn lại là K bình cộng cho 1, ok chưa? Tương tự với mẫu đạt D bình ra ngoài thì nó còn lại là K bình cộng 1, rút gọn mắt chưa? Vậy thì nó vế trái nó bằng gì? Vế trái bằng B bình chia cho D bình. Đây là vế trái số 1 nha. Và vế phải thì bằng A thì mình thay bằng là BK. B thì thay bằng là có thay được không? Không thay được, ghi lại nha. Rồi dư mẫu là C, C thay bằng DK và nhân cho D thì bằng B nhân B là B bình phương và gán K vào. D nhân D là D bình phương gán K vào, rút gọn tử mẫu cho K thì được là B bình phần D bình. Vậy thì em thấy vế trái nó cũng bằng B bình phần D bình, vế phải cũng giống như vế trái. Thấy chưa? Từ 1, 2 suy ra A bình cộng B bình chia C bình cộng D bình và nó bằng là AB chia CD. Ngoài ra thì chúng ta còn có cách khác, mà cách khác nó hay dài dòng. Cách này nó sẽ nhanh hơn. Điều phải chứng minh. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.